bạn là một người bí ẩn có tính cách quyến rũ những dấu hiệu rất rõ ràng đối với hầu hết mọi người bạn là một người bí ẩn họ tò mò về bạn và họ muốn khám phá thế giới của bạn người bí ẩn không nhất thiết phải có vẻ ngoài khác biệt nhưng họ là những cá nhân đặc biệt khác thường và có một không hai mà ít người biết đến trong khi hầu hết mọi người thích nói về bản thân mình và trao đổi bí mật cuộc sống. Những người bí ẩn là những bí mật. Những phẩm chất phổ biến nhất của những người bí ẩn bao gồm bần rồn với cuộc sống riêng của họ, không chia sẻ quá nhiều về bản thân mình và giao tiếp có mục đích. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người bị thu hút bởi những người bí ẩn như vậy. Bởi vì mọi người tò mò, muốn biết thêm về họ và khám phá những khía cạnh trong tính cách của họ. Làm sao bạn biết bạn là một người bí ẩn? Bạn độc lập, bạn muốn ở một mình, thích tự mình làm việc. Khi thời điểm đến, bạn khám phá ra những khía cạnh tiềm ẩn của mình với thế giới. Bạn không bao giờ quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về bạn và cách họ đối xử với bạn. Tất cả những gì bạn quan tâm là giữ cho mình bận rộn trong một việc mà bạn gọi đó là sứ mệnh bạn biết nhiều điều về người khác nhiều hơn họ biết về bạn bởi vì bạn chú ý đến mọi thứ và không quên điều gì hầu hết mọi người đều yêu thích bản chất bí mật của bạn và có thể đã nhiều lần cố gắng tìm hiểu bạn có một sự quyến rũ trong tính cách của bạn một sự hấp dẫn khiến người khác bị thu hút bởi bạn sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng bạn là một người bí ẩn có tính cách rất quyến rũ điều thứ nhất bạn nghĩ mình tốt hơn khi ở một mình những người bí ẩn biết cách giữ mọi thứ cho riêng mình họ không cảm thấy áp lực hay sợ bị đánh giá khi được yêu cầu họ mạnh dạn thể hiện con người thật của mình điều thứ hai bạn quan sát mọi thứ và không bao giờ quên dấu hiệu tiếp theo để mô tả bạn là một người bí ẩn là bạn quan sát nhiều hơn và nói ít hơn bạn lắng nghe và chú ý đến mọi điều quan trọng nhất về môi trường của bạn bạn để mắt đến hầu hết mọi thứ xung quanh mình và nhận thức được nhiều sự thật hơn những người khác một điều khiến bạn khác biệt đó là bạn nhìn thấy mọi thứ và không bao giờ quên nó với bản chất như vậy bạn có thể khiến nhiều người ngạc nhiên là một người bí ẩn bạn chỉ có quyền sử dụng lời nói của mình một cách khôn ngoan khi cần thiết điều thứ ba bạn là một bậc thầy trong việc giữ bí mật khả năng giữ bí mật của bạn được đánh giá cao hầu hết mọi người không thể giữ bí mật mà họ biết quá lâu nhưng bạn có thể giữ nó rất lâu chỉ những người gần gũi nhất như là gia đình và những người bạn thân nhất của bạn mới biết được khía cạnh khác trong tính cách bí ẩn của bạn trong khi đối với những người khác bạn là bí ẩn lớn nhất mà họ không bao giờ có thể tìm ra bởi vì các cuộc trò chuyện với bạn bị hạn chế và có chủ ý, bạn không bao giờ nói quá nhiều về mình với người khác. Bạn thích được riêng tư và có thể giữ bí mật mà không cần hứa hẹn. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn là người có tính cách bí ẩn. Điều thứ tư, bạn cẩn thận hơn trong khi nói bất cứ điều gì. Từ việc thảo luận về sở thích cá nhân cho đến tán gẫu về bất cứ điều gì, bạn đều lựa chọn từ ngữ một cách khôn ngoan bạn cẩn thận hơn trong khi chia sẻ suy nghĩ và ý kiến của mình điều tốt nhất về một người bí ẩn là họ suy nghĩ trước thay vì chỉ nói ra lựa chọn từ ngữ và cách tiếp cận để trình bày suy nghĩ của bạn là duy nhất điều này làm cho người khác lắng nghe bạn một cách tích cực tất nhiên bởi vì mỗi khi bạn nói điều gì đó đều xác thực và có ý nghĩa điều thứ năm bạn cảm thấy tự tin khi đến lượt mình bạn có thể là một người dè dặt đối với một số người nhưng khi đến lượt mình bạn luôn chia sẻ điều gì đó khiến mọi người xung quanh choáng váng và sửng sốt bạn quan sát và đánh dấu mọi thứ một cách chính xác bạn thu thập bằng chứng từng chi tiết nhỏ và không quên điều gì nhìn chung khi đến lượt bạn bạn chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách thấu đáo mà không cần đắn đo suy nghĩ và đó là những dấu hiệu cho thấy bạn là một người bí ẩn. Điều thứ sáu, bạn là một thiên tài sáng tạo bí ẩn. Thực tế là hầu hết những người bí ẩn thường thông minh. Họ có thể không quan tâm đến việc bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với mọi người. Không phải tất cả những người bí ẩn nhất thiết phải thông minh. Nhưng nhìn chung, họ là những người biết suy nghĩ và khiến mọi người choáng váng khi phải chia sẻ quan điểm cá nhân về một vấn đề gì đó bởi vì họ đã giữ bí mật trong một thời gian dài và những người khác luôn cảm thấy ngạc nhiên khi biết quan điểm của họ. Điều thứ bảy, bạn kiểm soát được cảm xúc của mình. Những người bí ẩn rất kiểm soát cảm xúc của họ. Họ có thể giữ bình tĩnh và bình thường bằng cách kiểm soát sự nhiệt tình và tức giận của họ trước một điều gì đó. Trong khi những người khác bộc lộ bản chất thật của họ do những tình huống áp lực nhỏ, thì những người bí ẩn biết phải làm gì và phản ứng như thế nào. Bởi vì họ đã bình tĩnh và không có vấn đề gì với điều đó. Nếu bạn thích suy nghĩ quá sâu và dành thời gian hoạch định chiến lược của mình hơn là phản ứng thái quá, thì hãy tin rằng đây là những dấu hiệu cho thấy bạn là một người bí ẩn. Điều thứ 8, ý kiến và đề xuất của bạn luôn khiến người khác kinh ngạc. Mọi người luôn muốn biết nhiều hơn về bạn và thực sự quan tâm đến ý kiến của bạn, vì họ biết bạn thông minh, hành vi và cách tiếp cận tình huống của bạn hoàn toàn khác so với những người khác. Bạn luôn tìm kiếm một số lý do, bằng chứng để chia sẻ ý kiến của mình, chẳng hạn như khi nào là thời điểm thích hợp, hoặc khi nào cần sự đóng góp của bạn. Điều thứ chín, bạn là người sống thật với cảm xúc của mình. Những người bí ẩn luôn sống thật với cảm xúc của họ có thể họ đã che giấu sự quan tâm và cảm xúc của mình đối với một số người nhưng họ không ngần ngại thể hiện chúng khi cần thiết đó là dấu hiệu hàng đầu của một người bí ẩn bạn không cởi mở với mọi người bạn gặp cho dù chia sẻ một số bí mật hay dành thời gian bạn rất chọn lọc với các kết nối của mình trước tiên bạn quan sát người đó thật kỹ và sau đó quyết định xem người đó có đủ xứng đáng để bạn chia sẻ thời gian và cảm xúc hay không Điều thứ 10. Rất khó để dự đoán hành động và kế hoạch của bạn bởi vì bạn không bao giờ chia sẻ nó với bất cứ ai khác. Bạn giữ mọi thứ cho riêng mình và không thích chia sẻ những điều quan trọng. Từ mục tiêu cá nhân đến kế hoạch nghề nghiệp, mọi thứ về bạn đều giới hạn ở chính bạn và không ai biết nhiều điều về bạn hoặc cuộc sống của bạn vì bạn chưa chia sẻ cho người khác cũng như không muốn ai biết về nó. Điều thứ 11 bạn độc lập và xử lý bản thân rất tốt thay vì nhận sự giúp đỡ và ưu ái của bất kỳ ai bạn thích tự mình làm điều gì đó hơn cho dù nó có thể khó khăn đến đâu bạn không bao giờ bỏ cuộc bằng mọi cách bạn luôn truyền cảm hứng cho bản thân mình để tiếp tục đi có thể do kinh nghiệm hoặc suy nghĩ của bạn nhưng bạn không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ cũng như không muốn chia sẻ kế hoạch của mình với bất kỳ ai khác tách biệt và giữ mọi thứ trong lòng là những dấu hiệu cho thấy bạn có tính cách bí ẩn. Điều thứ 12, bởi vì hầu hết thời gian bạn ở một mình với công việc trong cuộc sống, bạn không bao giờ tương tác quá nhiều với những người xung quanh và bạn không thiên vị ai. Mọi người đều biết rằng bạn không thuộc phe hay nhóm nào. Vì vậy, họ tiếp cận bạn để chia sẻ ý kiến của bạn về điều gì đó và chấp nhận điều đó mà không nghi ngờ gì bởi vì họ biết bạn là một cá nhân trung thực khi bản chất của bạn là không thể đoán trước và mọi người dành sự ưu tiên đặc biệt cho lời nói của bạn thì dấu hiệu cho thấy bạn chắc chắn là một người bí ẩn và điều tốt nhất về một người bí ẩn là họ trung thực bạn sống thật với chính mình và mọi người xung quanh bạn bạn không bao giờ đưa ra quyết định thiên vị bạn cũng không làm bất cứ điều gì dưới áp lực hoặc ảnh hưởng của ai đó. Điều thứ 13: Mọi người thấy những tính cách bí ẩn như vậy hấp dẫn. Phần lớn do bản chất con người, chúng ta bị thu hút bởi những điều bất thường, khác biệt hoặc bí mật. Có nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và chú ý hơn hầu hết những người thẳng thắn và năng động. Khi họ cố gắng tìm hiểu thêm về bạn, đây là những dấu hiệu cho thấy bạn có một tính cách bí ẩn thu hút họ. Điều thứ 14: bạn được coi trọng khi nói vì bạn là người ít nói nên họ thấy bạn bí ẩn nhưng đáng tin cậy khi bạn nói những người khác dừng lại để lắng nghe bạn đó là bởi vì họ muốn tìm hiểu thêm về bạn họ chưa nghe nhiều về bạn nên khi bạn nói với người khác mọi người đều im lặng và chú ý đến lời nói của bạn khi bạn là một người bí ẩn mọi người sẽ coi trọng bạn vì bạn không bao giờ nói quá nhiều nhưng khi bạn nói phải có logic hoặc lý do vững chắc đằng sau nó. Như những gì họ tin, điều đó thực sự đúng. Mọi lời nói của bạn đều truyền cảm hứng cho họ. Mọi ý tưởng của bạn đều khiến họ kinh ngạc. Điều thứ 15 Thói quen của bạn không thể đoán trước được, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Cũng giống như bạn, kế hoạch và thói quen của bạn cũng bí mật. Toàn bộ thói quen hàng ngày của bạn là hoàn toàn ngẫu nhiên và không có kế hoạch. Từ khi bạn thức dậy cho đến khi bạn đi ngủ, không ai biết bạn đang ở đâu hoặc những việc bạn đang làm vào một thời điểm cụ thể. Đôi khi mọi người nhìn bạn một cách nghi ngờ, nhưng trên thực tế, bạn có những điều thú vị và sáng tạo để làm và khiến bản thân bận rộn với những điều bạn đam mê. Bạn sẽ gây bất ngờ cho người thân của mình vào một thời điểm ngẫu nhiên hoặc bằng một đồng thái bất thường. Bạn thích làm điều gì đó khiến đối phương cảm thấy bất ngờ vào một thời điểm hoặc một địa điểm không ngờ tới. Điều thứ 16. Bạn nhìn thế giới từ một góc nhìn độc đáo. Bí ẩn và không bị ảnh hưởng bởi thế giới không có nghĩa là bạn nhàm chán. Trên thực tế, bạn có rất nhiều việc phải làm sau giờ làm việc. Là một người kính đáo và sáng tạo, đôi khi mang lại nhiều điều thú vị cho cuộc sống của bạn. Điều này càng khiến mọi người tự hỏi, làm thế nào bạn quản lý để duy trì động lực và hoạt động trong suốt thời gian qua. Bất cứ điều gì bạn làm đều khác thường và vượt trội, khiến mọi người bị sốc. Đây là những dấu hiệu tốt nhất cho thấy rằng bạn là một người bí ẩn. Điều thứ 17, bạn là người thực tế, không thích kịch tính hay thao túng là một trong những đặc điểm tốt nhất của tính cách bí ẩn. Rất có thể họ là một người thực tế và chân chính bạn không muốn thể hiện sự tự tin hay khoe khoang về cá tính của mình bạn chỉ thích là chính mình và vẫn có thể thu hút người khác bằng bản tính kín đáo của mình cho dù trong một mối quan hệ tình bạn hay cuộc sống bạn hành động chín chắn và tự tin mà không cố gây ấn tượng hay lừa gạt người khác những người biết bạn tin tưởng vào bạn và không có lý do gì bởi vì họ biết rằng mặc dù bạn là người bí ẩn đối với thế giới còn lại nhưng bên trong bạn là một con người chân chính mà họ có thể dựa vào. Điều thứ 18, bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai. Bạn không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bạn cũng không tìm cách gây ấn tượng với người khác bằng cách tiết lộ quá nhiều về bản thân mình. Bản chất bí ẩn của bạn khiến bạn dễ dàng làm việc một mình. Đó cũng là một khả năng rất đặc biệt mà bạn có. Thông qua chủ đề của video lần này, quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại